bổn nguyện hiện tại của Bồ Tát Địa Tạng chính là những thệ nguyện mà Ngài đã từng phát trong đời quá khứ, chứ không phải chỉ trong đời này. Trong đời này, Ngài chỉ lặp lại và tiếp tục thực hiện các thệ nguyện đó mà thôi. Ngài phát lời thệ nguyện như thế nào? Ngài nguyện rằng: địa ngục chưa trống không, tôi quyết chưa thành Phật, chúng sinh độ hết rồi, tôi mới chứng Bồ Đề. Nếu tất cả các địa ngục chưa trống không, vẫn còn tội nhân, thì Ngài cương quyết chưa thành Phật. Chỉ khi nào địa ngục hoàn toàn trống không, chẳng còn một bóng tội nhân, Ngài mới thành Phật. Quý vị nghĩ xem, thệ nguyện này rộng lớn như thế nào? Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện: tôi nguyện ở trong địa ngục để tiếp dẫn tất cả ngạ quỷ. Nếu những ngạ quỷ này một ngày chưa lìa khổ được vui, thì tôi một ngày chưa thành Phật. Đợi cho tất cả những ngạ quỷ trong địa ngục đều được giải thoát, lìa khổ được vui rồi, thì tôi mới thành Phật. Chúng ta thử nghĩ xem, chúng sanh tạo nghiệp thì vô cùng, phiền não cũng vô tận. Thế thì địa ngục làm sao có lúc cùng tận được? Trừ phi phiền não và nghiệp chướng của chúng sanh đều tiêu trừ hết, thì may ra địa ngục mới có ngày trống rỗng. Nhưng nghiệp chướng của chúng sanh không thể tiêu trừ, phiền não cũng chẳng thể đoạn diệt, thì địa ngục làm sao có thể trống không được? Hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng theo quan điểm của các triết gia và khoa học gia hiện nay phải chăng là một tư tưởng ngu si nhất và cũng là một hành vi ngu si nhất? Vì sao họ cho rằng đây là một tư tưởng và hành vi ngu si nhất? Bởi vì sự việc này vốn không thể nào xảy ra được, địa ngục không bao giờ trống không cả. Thế thì Ngài Địa Tạng vĩnh viễn không có cơ hội thành Phật sao? Không phải vậy, đó không phải là một tư tưởng và hành vi ngu si nhất, mà chính là một tư tưởng và hành vi mang đậm nét từ bi, đồng thời cũng là một tư tưởng và hành vi vô cùng hiếu thảo. Vì sao? Bồ Tát Địa Tạng sau khi quán sát và biết được mẹ mình bị đọa địa ngục, chịu nhiều thống khổ, bèn đến cầu xin Đức Phật siêu độ cho mẫu thân. Địa Tạng Bồ Tát đích thực là ai? Ngài chính là Tôn giả Maha Mục Kiền Liên, nguyện ở trong địa ngục làm Bồ Tát. Vì sao Ngài muốn làm Bồ Tát ở địa ngục? Bởi vì Ngài thấu hiểu và cảm thông được mọi đau khổ mà thân mẫu Ngài đã chịu đựng, nên Ngài liên tưởng: nếu mẹ mình chịu khổ như vậy, thì tất cả những bà mẹ trên cõi đời này cũng đều chịu khổ như thế. Cho nên Ngài dùng tâm hiếu đạo bình đẳng, không phân biệt, mà độ thoát tất cả chúng sanh trong địa ngục, khiến họ lìa khổ được vui. Vừa rồi là nói về bổn nguyện của Địa Tạng Bồ Tát. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu chữ đất, địa. Địa có 10 nghĩa, nhưng 10 ý nghĩa này cũng chưa diễn đạt hết được công năng của địa. Tuy vậy, tôi sẽ giảng sơ lược. 1. Quảng đại. Ý nghĩa thứ nhất là quảng đại. Quý vị thấy đất có quảng đại rộng lớn không? Có lẽ trong quý vị có người đang nghĩ: thầy ơi, thầy không cần giảng nữa, ý nghĩa rộng lớn của đất ai mà chẳng biết. Thì chính vì ai ai cũng biết nên tôi càng cần phải giảng hơn, để mọi người có thể hiểu biết được nhiều thêm một chút nữa. 2. Chúng sanh y. Đất là nơi nương tựa của mọi chúng sanh, tất cả chúng sanh đều nhờ vào đất mà sinh trưởng. Quý vị nghĩ xem, có chúng sanh nào mà chẳng sống nhờ trên đất hay không? Thật vậy, không một chúng sanh nào sống trong hư không cả. Đó là ý nghĩa thứ hai của địa. 3. Địa vô hảo ố. Đất không ưa thích, cũng chẳng ghét bỏ ai. Đất không hề phân biệt, lựa chọn: ê, tên chúng sanh này, ta cho ngươi ở chỗ đó, còn tên chúng sanh kia, hãy cút đi, ta không thích ngươi. Bất luận chúng sanh nào, dù tốt hay xấu, thiện hay ác, dù là cọp, beo hay hươu nai, tất cả đều sống trên đất, đều nhờ đất và sinh tồn. Ngoài ra, đất không sinh tâm tốt, cũng chẳng nảy tâm xấu. Có người nói: tôi hiểu điều đó, đất hoàn toàn không có tri giác. Quý vị cho rằng đất không có tri giác sao? Tri giác của đất không phải là điều mà tri giác chúng ta có thể hay biết được. Đất cũng có tri giác của đất, và đất cũng là một trong những chúng sanh vậy. 4. Thọ đại vũ. Đất có thể tiếp thọ những cơn mưa lớn, dù mưa lớn cách mấy, đất cũng đều tiếp nhận hấp thụ được cả. 5. Sanh thảo mộc. Đất có thể sản sinh mọi thứ cỏ cây.
6. Chủng sở y ký. Chủng là chủng tử, hạt giống. Tất cả hạt giống đều được vùi trong lòng đất, cho nên đất là nơi ký thác nương nhờ của mọi chủng tử. 7. Sanh chúng bảo. Điều này lẽ ra không nên nói, vì e rằng nghe xong thì ai nấy đều đổ xô đi tìm châu báu. Ý nghĩa thứ 7 của đất chính là sanh chúng bảo. Trong lòng đất có chứa rất nhiều thứ quý báu. 8. Sản chư dược. Tất cả mọi dược phẩm, mọi thứ thuốc đều do đất sản sinh. 9. Phong suy bất động. Gió không bao giờ lay động được đất, dù cho gió lốc mạnh cách mấy đi nữa cũng chẳng thể nào thổi đất đi được. Vậy động đất thì sao? Động đất không phải là do gió thổi. 10. Sư tử hống bất kinh. Đây là ý nghĩa thứ 10 của đất. Sư tử gầm lên một tiếng thì muôn loài đều run sợ, vì có đất là chẳng mảy may kinh động. Trên đây là 10 ý nghĩa của chữ địa trong danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát.